Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cái thời giờ để quay trở lại với cái loạt bài mới trong cái buổi học Kinh Thánh tối thứ tư hàng tuần. Cái loạt bài này đó là vững bước trước lừa dối. Nghĩa là đây là cái làm thế nào mà để mình có thể sống trong cái thời kỳ cuối cùng mà không có bị lừa, không phải bị lừa bởi người ngoài đâu. Lừa bởi những cái gì mà nó mang cái dáng vẻ rất là thuộc linh. Chứ nó không phải bị lừa bên ngoài thì không nói. Nhưng mà có những cái điều mà nó có cái vỏ, có cái dáng vẻ rất là thuộc linh, rất là thiêng liêng ngay trong hội thánh Chúa. Nhưng mà nếu tôi và anh chị em không có lời của Chúa, nếu tôi và anh em không có được trang bị, không có được dạy dỗ đó, thì rất dễ mình bị lừa. Bị lừa mà mình không biết mình bị lừa. Tôi chọn cái tựa đề là vững bước trước lừa dối là như vậy. Dầu cho cái chuyện đó là mình không có thể mà tránh khỏi được. Đó là cái tình trạng đó trong cái thời kỳ cuối cùng nó như vậy. Nhưng mà tôi và anh em vẫn bình an. Tức là mình không bị mắc lừa. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ là thỉnh thoảng sẽ có ai đó trong anh chị em có nghe cái câu nói mà của cái nhà thơ cũng như là cái nhà viết kịch là Lưu Quang Vũ đó. Trong cái tác phẩm hay là trong cái vở kịch mà Ông Không Phải Là Bố Tôi thì có một cái câu rất là nổi tiếng. Đó là chúng ta đã sống qua các cái thời kỳ đồ đá, đồ đồng. Để rồi bây giờ mình bước sang cái thời kỳ đồ đểu. Nó có thể nói đó là cái đặc điểm của cái thời kỳ mà chúng ta đang sống. Thật ra thì cái giả dối là nó có mặt từ lúc mà Satan nó cosplay. Tức là nó cải trang thành con rắn ở trong vườn Eden kia. Thế nhưng mà có thể nói rằng là hiện nay là cái thời kỳ mà cái sự giả dối nó đang lên đỉnh, không chỉ tại Việt Nam đâu anh xem, mà khắp mọi nơi trên thế giới. Hình như bắt đầu là, tôi để ý là hình như bắt đầu là từ lúc mà ông Donald Trump, ông làm tổng thống Mỹ đấy, thì cái từ fake, tiếng Việt mà gọi là fake đó, cái từ đó là được xuất hiện và được sử dụng rộng khắp. Thì trong tiếng Anh đó, cái từ false và cái từ fake, nó cùng nghĩa như nhau. Tức là cả hai, cả false với lại fake, là giả, là không thật, là không đúng. Nhưng mà cái fake là trong tiếng Việt mình nếu dịch sát hơn là có nghĩa là nhái đó. Thì cái fake này là nó giả, nhưng mà giả để nhằm có mục đích là lừa gạt người ta. Nó nhằm mục đích là lừa gạt người ta. Cả hai nha, false với lại là fake, thì nó là cả hai đều có nghĩa là giả, là không thật, là không có chính xác. Nhưng mà cái fake hay là mình gọi là, các bạn ở Việt Nam mình gọi thẳng trong tiếng gọi là fake, thì là được tạo dựng là nhằm mục đích để lừa, để gạt người khác. Ở trong tiếng Việt đó, nếu là hàng hóa mà, nếu là hàng hóa thì fake gọi là hàng nhái, không phải là hàng giả nha. Hàng giả là cái từ dưới đó, artificial đó. Giả ở đây là thí dụ như là răng giả hay là chân giả đó, thì cái đó là con giả đó, có nghĩa là nhân tạo, không phải là tự nhiên. Chứ mà còn bình thường hay dùng cái chữ đó cho nên là nếu mà là hàng hóa đó thì cái từ mà fake thì mình sẽ gọi là hàng nhái. Còn nếu mà tin tức đó, tức là fake news, thì mình gọi là tin vịt thì nó mới đúng, chứ không tin giả thì nó không có rõ cái nghĩa đó. Thì tôi và anh chị em đang sống trong cái thời kỳ đó, cho nên đừng có lấy làm lạ. Không có riêng tại Việt Nam đâu, tại khắp mọi nơi là như vậy đó. Cái sự giả dối này, giả dối mà để lừa gạt người khác á, nó xuất hiện rất rõ và trong mọi lĩnh vực. Chúng ta sẽ cùng xem trong cái bài học giới thiệu này đó là ba cái vấn đề. Thứ nhất đó là cái lời cảnh báo của chính Chúa Giêsu, cái lời cảnh báo của chính Chúa Giêsu về cái tình trạng mà giả dối này. Thì trong cái sứ điệp tiên tri của mình ở trong phúc âm Matthew chương 24 từ câu 4 đến câu 24 đó, thì Chúa Giêsu đã đưa ra một loạt bốn cái cảnh báo liên tục, nó liên quan đến cái sự lừa dối. Đầu tiên ấy, là Chúa Giêsu cảnh báo ở trong câu 4 này: hãy cảnh giác đừng để ai lừa dối các con. Tiếp theo ở trong câu số 5 thì Chúa nói gì? Vì có nhiều kẻ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Rồi Chúa cảnh báo tiếp ở trong câu số 11 là nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người.
Rồi đến cuối cùng là Chúa kết luận là gì? Vì những kẻ giả danh đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ phép màu lớn để dối gạt, và nếu có thể chúng dối gạt cả những người được chọn. Và đây là những cái điều mà Chúa Giêsu đã báo trước gần 2000 năm về trước rồi, về những gì sẽ xảy ra ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Tôi và anh em đã học cái loạt bài về tận thế luận đó, thì chúng ta đã có đi qua cái phần này. Nhưng mà tôi muốn nói lại để anh em biết là trước khi mà Chúa nói các cái dấu hiệu của cái thời đại, tức là những cái điều sẽ xảy ra trước khi Chúa tái lâm, thì cái lời cảnh báo của Chúa là gì? Hãy cẩn thận kẻ bị lừa. Lừa ở đây không phải là lừa cái chuyện mà buôn bán đồ gian ở ngoài đời. Lừa ở đây không phải là mình mua hàng online bị nó lừa, tức là hàng chỉ mang tính cách minh họa. Lừa ở đây mà Chúa Giêsu muốn nói là nó liên quan tới cái sự cứu rỗi, nó liên quan tới cái đời sống tâm linh và đức tin của chúng ta. Tôi và anh chị em sẽ không có dư thời giờ để đi học cái chuyện mà phân biệt hàng gian hàng giả ở trên mạng. Đó không phải là cái điều mà tôi và anh em quan tâm khi mà học Kinh Thánh. Tôi và anh em chỉ nhắm vào cái chuyện là làm thế nào để phân biệt thật giả trong cái lĩnh vực đức tin, trong cái lĩnh vực thuộc linh mà thôi. Cho nên trong cái thời kỳ cuối cùng này đó, tôi nghĩ rằng là cái hiểm họa lớn nhất đối với chúng ta, những người tin Chúa đó, không phải là bệnh tật đâu, không phải là nghèo đói đâu, cũng không phải là cái sự bắt bớ, hay thậm chí cũng không phải là chiến tranh như là bên Ukraine đang phải chịu đâu. Mà cái hiểm họa lớn nhất đối với chúng ta, những người tin thờ Chúa đó là gì? Đó là cái sự lừa dối hay là cái sự lừa gạt về phương diện thuộc linh đó, thưa anh chị. Đó là cái hiểm họa lớn nhất. Như tôi vừa nói là không phải là lừa là kinh doanh đa cấp hay là đầu tư tiền ảo đâu, mà là bị lừa bởi những cái dấu lạ, những cái phép màu từ những tiên tri giả, từ những giáo sư giả, hay nói cách khác là từ những cái người mà chăn giả. Khi nghe đến đây thì nhiều người trong anh chị em có thể bảo rằng chuyện này là sẽ không bao giờ xảy ra với tôi được. Nếu mà anh chị em, nếu mà quý vị có cái suy nghĩ như vậy đó, thì tôi muốn cảnh báo anh chị em là nếu mà anh chị em cho rằng là nó không bao giờ xảy ra với mình, thì nó sẽ xảy ra với anh chị em. Cái chuyện mà anh chị em nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đó, đó là cái dấu hiệu chắc chắn gì? Anh chị em đã và đang bị lừa rồi đó. Bởi vì sao anh em biết không? Bởi vì Chúa Giêsu bảo rằng là cẩn thận chứ bị lừa. Mà Chúa Giêsu đang nói điều đó với ai anh em biết không? Với các môn đệ thân tín của Chúa, là những người đã có hơn 3 năm rượt 3 năm là ở với Chúa, trực tiếp ở với Chúa, nghe những gì Chúa giảng dạy, tận mắt chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Vậy mà Chúa bảo gì? Hãy cẩn thận chứ bị lừa. Chúa cảnh báo gì? Hãy cẩn thận, hãy cảnh giác, coi chừng bị lừa. Nếu các môn đồ, tức là các vị sứ đồ đó, mà Chúa còn bảo là phải coi chừng chứ bị lừa, thì tôi và anh em tuổi gì? Đúng không? Mà anh chị em suy nghĩ rồi này, để mà lừa được người khác, đặc biệt là lừa những cái người mà đã biết Chúa đó, lừa được những cái người mà đã kinh nghiệm Chúa, đã gần gũi Chúa đó, thì cái người lừa đó nó phải có cái trình ngụy trang, nó phải có cái trình mà bắt chước diễn xuất đó, nó giống y chang như nguyên mẫu là đấng Christ, đúng không? Chứ đâu có dễ gì mà lừa. Tôi như tôi đã nói trong cái loạt bài tặng thế luận đó, một cái vị sư Phật giáo hay là một cái vị linh mục Công giáo thì không có dễ gì lừa được con dân Chúa, các tôi tớ Chúa thuộc các cái hội thánh hay là hệ phái Tin Lành, đúng không? Đúng không? Một ông sư Phật giáo hay là một ông linh mục Công giáo mà bây giờ ông có làm phép lạ cỡ nào đi nữa thì anh chị em dễ gì bị mắc lừa, đúng không? Bởi vì vừa khi mà thấy mấy ổng mà làm phép lạ là cái chế độ mà cảnh giác tự động trong anh em nó đã bật lên rồi, dễ gì lừa được. Ma quỷ nó đâu có ngu vậy đó. Vậy thì anh chị em, anh em hãy suy nghĩ nè, nếu mà mình bị mắc lừa trong cái chuyện này thì mắc lừa nó, cái những người mà có thể lừa được mình nó đến từ đâu? Tôi nói lại nha, anh chị em chắc chắn là không bị mắc lừa bởi ông sư Phật giáo rồi, đúng không? Anh chị em cũng không có sẽ bị mắc lừa bởi vì các vị linh mục bên Công giáo, dù các vị đó có làm phép lạ cỡ nào nữa thì anh chị em cũng phải ngợ liền. Thế thì ai là những cái người mà có thể lừa anh chị em được? Phải là mấy ông mục sư trong hội thánh. Anh em nhận ra được cái điều này không? Tức là
để mà có thể lừa được những người mà thuộc con dân Chúa, những người hầu việc Chúa trong các hội thánh tin lành, các hệ phái tin lành, thì phải là cái ông nó cũng cái vỏ, ít nhất là cái vỏ phải là tin lành. Anh chị em nhận ra được cái chỗ này không ạ? Tức là tôi và anh chị em chỉ bị mắc lừa là khi nào? Là khi những cái dấu kỳ phép lạ đó được làm ra bởi những cái người mà ít nữa nó cũng có cái vỏ là người hầu việc Chúa tin lành. Tức là phe ta đó, chứ còn người khác là nhất quốc là mình không có dễ gì mình mắc lừa. Cho nên tôi nói với anh chị em như tôi đã từng nói đó, ma quỷ nó không có ngủ và nó cũng không có ngu. Nên mà khi mà nó lừa ai đó thì nó đâu có khờ ra mà nó mặc cái bộ cà sa được. Nó không thể mặc áo choàng của vị linh mục công giáo được, không như vậy được đâu. Nhìn là phải là các mục sư, các cái vị mà đầy ơn. Giống như tôi thường hay nói với anh chị em là người ta mình muốn đánh thuốc một con chó, mình muốn thuốc một con chó đó, thì nếu mà mình làm cho nó bắt thuốc độc thì dù người ta có nói ngu như chó đi nữa, một đời nó cũng không đụng tới. Con đốm nhà này mà phải là loại ngon, chứ còn cái chuyện bình thường là không ăn, chứ đừng có nói tới chuyện mà đánh. Thế thì người ta mà muốn thuốc con chó thì người ta phải cho nó một tô phở thật là ngon, trong đó nhỏ vài giọt thuốc độc thôi. Chúng ta xem một vài câu kinh thánh để chúng ta hiểu được tại sao Chúa cảnh báo chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng là cẩn thận để bị mắc lừa. Chúng ta xem Matthew chương 7 câu số 15, câu 21, câu 22 và câu 23. Câu 15 nói gì? Hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên. Không phải lốt chùa đâu nha anh chị em. Phải là lốt chiên, tức là giống như mình á, đến với các con nhưng bên trong là muôn sói cắn xé. Lừa được chúng ta phải là cái người mà thoạt nhìn là giống như mình mới lừa được. Chúng ta sẽ học cái loạt bài thì càng đi sâu vào thì anh chị em sẽ thấy những cái phép màu, những cái dấu lạ, những cái phép màu đó làm sao để mình phân định được đâu là đến từ Chúa và đâu không đến từ Chúa. Bởi vì trong cái thời kỳ cuối cùng này, trong khi cái tình trạng thuộc linh của hội thánh như này, mà đâu đâu anh chị em thấy có một cái người nó mình gọi là họ có ơn chữa bệnh, họ có ơn giải cứu này kia khác nọ, là ngay lập tức mình thường sẽ bị gì? Hút vào đó. Và người ta sẽ dẫn đi không mấy hồi hết. Câu số 22 bảo gì? Vào ngày ấy, tức là ngày cuối cùng đó, nhiều người sẽ thưa với ta, là với Chúa Giêsu á, lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Anh chị em hãy để ý là những người này họ nhân danh Chúa Giêsu nói tiên tri đúng không? Họ cũng nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ luôn. Họ cũng nhân danh Chúa Giêsu thực hiện nhiều phép lạ luôn. Phép là phải cỡ đó đó, nhái là phải tới cỡ đó đó. Thượng thừa rồi còn gì nữa đúng không? Mấy ông tàu khựa mà làm hàng nhái là nếu mà gặp đụng mấy ông này là phải gọi mấy ông này là gì? Câu tầng tổ tổ à. Phải đại sư phụ à. Ông không phải nhái thường đâu mà ông gì? Nói tiên tri, mình nghĩ cái này cũng dễ. Đuổi quỷ là một chuyện khác à. Rồi gì nữa? Làm phép lạ mà tất cả là điều nhân danh Chúa hết. Chứ họ không có nằm mô, họ không có nói một cái thứ khác đâu. Theo anh chị em mà khi gặp những cái người mà như vậy đó, bao nhiêu người trong anh chị em chắc rằng là mình không bị gạt. Hãy thành thật với chính mình đi, thành thật với chính mình mà anh chị em gặp những cái người mà nhân danh Chúa nói tiên tri, đặt tay nói tiên tri không là mình đã thấy sướng đâu. Cầu nguyện đuổi quỷ mà quỷ chạy có cờ rồi, rồi đặt tay làm phép lạ dù các thứ rồi. Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ không bị lừa? Hay là mình cảm tạ Chúa, mình ngợi khen Chúa, rồi mình nước mắt nước mũi vàng dù ở sung sướng vì đã gặp được một đầy tớ đầy ơn của Chúa. Ai mà có nói gì mình về mấy người đó, mình nói thế nào, giả thế nào được? Người ta giảng được ân tới cỡ đó cơ mà, phép lạ dấu kỳ cỡ đó cơ mà.
Nhìn hội thánh của ông nói đi, hội thánh bà nói đi, nhìn cái phòng Zoom mà ông mở coi nó đông cỡ nào. Ông biết trong hội thánh của người ta toàn là những người có học thức, có danh nhân giàu có, không quan chức chính phủ không đó. Người ta nổi tiếng khắp mọi nơi. Mục sư này, mục sư kia mời giảng hội đồng đại hội kia, đừng có mà gạch tô, tức là đừng có mà ganh ăn rồi tức ở. Nói như vậy không có nghĩa là hãy ông bà nào mà nhân danh Chúa Giêsu nói tiên tri, nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ, nhân Chúa làm phép lạ là điều là tiên tri giả, là kẻ làm ác hết nha. Không phải là cứ ai mà làm mấy chuyện đó là Chúa không biết họ nha. Nhớ là phải có thật mới có giả. Giả là nó phải có thật rồi nó mới giả được. Hàng nhái mà là nó phải có thật rồi mới nhái được. Cho nên là tôi và anh chị em đừng có cực đoan. Cực đoan là sao? Hoặc là tôi và anh em hãy cứ thấy phép lạ, dấu lạ phép màu á, là mình tin sái cổ, là mình kêu cái này là đến từ Chúa nè. Rồi hoặc là anh em ở một cái thái cực khác, đó là gì? Cứ thấy dấu lạ phép màu là nghĩ gì? Là tà, là quỷ hết. Thành thật với chính mình á, anh chị em xem là anh chị em thuộc cái phía nào, thuộc cái thành phần nào. Tức là anh em thuộc cái thành phần mà hãy thấy phép lạ, hãy thấy dấu kỳ trong hội thánh, hoặc là được thực hiện bởi những người mà trong hội thánh, là anh em ok, là anh em good hết. Hay là anh em thuộc cái thành phần hãy thấy phép lạ, dấu kỳ là dị ứng, là chống đối. Nhớ là phải có thật thì mới có giả được. Ở trong Kinh Thánh, cái chuyện Chúa làm phép lạ là chuyện thường. Đức Chúa Trời là đấng hay làm phép lạ, và ngày nay Chúa vẫn còn làm phép lạ. Nhưng mà vì cớ các phép lạ Chúa vẫn còn làm đó, cho nên mới có cái thứ mà nó nhái. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra cái lời cảnh báo của Chúa, đó là hãy cẩn thận, hãy cảnh giác, coi chừng bị lừa. Rồi chúng ta đi vào cái phần tiếp theo, đó là cái lời cảnh báo từ thơ tính của Phaolô. Lời cảnh báo từ thơ tính của Phaolô. Chúng ta xem Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 từ câu 9 cho đến câu số 12. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 từ câu 9 đến câu 12. Nhờ tác động của Satan, kẻ gian ác, trong tiếng Anh nó là có thể dịch nguyên văn ra đó, tức là cái đây là cái kẻ vô pháp hoặc là cái kẻ bất pháp, tức là cái tay mà nó không có thuộc, nó là chống đối luật pháp luôn, tức là Antichrist. Kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu, dấu lạ, giả dối. Không phải đến không không đâu, có tất cả quyền năng với phép màu, dấu lạ, giả dối. Nó dùng mọi mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi. Vì thế Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào điều giả dối, để rồi tất cả những người không tin chân lý nhưng ưa thích sự gian ác đều sẽ bị kết án. Cái phân đoạn Kinh Thánh này đó, nó cho mình thấy gì? Đó là có cái sự tồn tại những cái dấu lạ giả, những cái phép màu giả. Tuy cái những cái anh giả này, cái dấu lạ giả hay phép màu giả này, nó cũng là siêu nhiên, nó cũng là những hiện tượng siêu nhiên, nhưng mà nó không đến từ Đức Chúa Trời. Không phải chỉ có là từ Đức Chúa Trời đến nó mới siêu nhiên. Mấy cái ông giả này là cũng là siêu nhiên, nhưng mà không đến từ Đức Chúa Trời. Cái dấu lạ thật đó, cái dấu lạ mà real đó, thì nó sẽ chứng thật hay là nó làm chứng cho cái sự thật. Còn cái dấu lạ mà giả là hàng fake này á, thì nó sẽ chứng thật cho cái sự giả dối. Ngày hôm nay đó thì rất là nhiều con dân Chúa có cái suy nghĩ rất là đơn sơ rằng mọi cái dấu lạ siêu nhiên là phải đến từ Đức Chúa Trời. Con dân Chúa chúng ta rất là dễ đơn sơ nghĩ vậy đó. Hãy cứ phép lạ là nghĩ là Chúa thôi, Chúa mới làm phép lạ thôi. Mà chúng ta quên mất là gì? Satan hay là ma quỷ đó, nó hoàn toàn cũng có cái khả năng thực hiện những cái phép lạ. Nó hoàn toàn có khả năng thực hiện những cái dấu lạ và phép màu. Người Việt Nam chúng ta cũng biết cái chuyện đó chứ không riêng gì ở đâu. Ví dụ như là các ông thầy cúng này kia khác nọ đó, họ có thể thực hiện được một số phép lạ. Hay là chúng ta nhớ lại rằng là nhiều cái phép lạ của Môi-se trước Pharaoh đã đối chọi với các pháp sư và các thuật sĩ của Pharaoh. Chúng ta có thể xem cái câu chuyện đó
trong suốt Ê-giê tô ký chương 7 từ câu 1 đến câu 23. Anh em có thời giờ nhờ anh em xem lại câu chuyện này. Khi Môi-se với lại A-rôn ra mắt Pharaon và nói là hãy để cho dân sự của Đức Chúa Trời ra đi, thì ông Pharaon ông nói là sao? Đâu là cái dấu chỉ mà các ngươi có thể chứng tỏ rằng đó là sứ điệp hay là đó là cái thông điệp đến từ Đức Chúa Trời cho ta? Thì Môi-se bảo A-rôn là ném cái cây gậy của ông xuống đất. Và trước mắt mọi người là cái cây gậy của Môi-se nó biến thành con rắn, đúng không? Nhưng mà chân đó chưa có đủ. Mình nghĩ là chân đó là đủ để gì? Nhưng mà không đủ. Pharaoh mới nói gì? Chờ chút đi, tưởng tụi bay mới làm được chuyện đó hen? Thuật sĩ này, người của ta vẫn có thể làm được giống vậy. Thì Pharaoh nó mới kêu gọi các ông thuật sĩ ra rồi. Như Kinh Thánh thuật lại là gì? Là mấy ông thuật sĩ đó, ông cũng ném cây gậy họ xuống đất và cây gậy họ cũng biến thành các con rắn hết. Đó là cái dấu hiệu mang tính siêu nhiên. Chứ không phải tự nhiên đâu. Nhưng mà cái siêu nhiên mà của thuật sĩ Pharaoh nó là không đến từ Đức Chúa Trời mà nó đến từ tà linh. Thì cảm tạ Chúa vì cái câu chuyện nó không dừng lại đó. Tiếp theo là gì? Là con rắn từ cái cây gậy của Môi-se nó nuốt tất thảy các con rắn của các thuật sĩ. Đúng là con rắn mà từ cây gậy của Môi-se biến thành nó là nó đã nuốt hết những cái con rắn mà từ những cái cây gậy của mấy ông thuật sĩ kia. Nhưng mà sự thật ở đây là gì? Là Satan nó có thể ban cho con người cái quyền để làm những phép lạ đó. Thành ra anh chị em phải lưu ý là không có phải cái phép lạ nào, cái dấu kỳ nào nó cũng đến từ Chúa đâu. Không phải hễ ai nhân danh Chúa làm phép lạ thì phép lạ đó đều đến từ Chúa đâu. Chúng ta xem lại câu số 9 với câu số 10 của Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2. Nhờ tác động của Satan, kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu dấu lạ giả dối. Nó dùng mọi mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi. Mới đọc qua thì chúng ta rất là dễ tưởng là những cái người hư mất này là ở ngoài hội thánh, là dân ngoại. Nhưng mà nếu đọc kỹ trong bối cảnh thì anh chị em sẽ thấy những cái người đó là ở trong hội thánh rồi á. Ở trong mà sao bị lừa? Họ bị lừa bởi vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý. Họ không tiếp nhận lẽ thật là những gì mà Kinh Thánh nói á. Mình nói ủa sao kỳ vậy? Ở trong hội thánh mà sao không tiếp nhận? Tôi và anh chị em có thể nghe lời Chúa nhưng mà mình không tiếp nhận. Nó giống như trường hợp ví dụ như nhiều khi anh chị em xem TV á, mình thấy phim nó đang diễn ra đây đó nhưng mà cái đầu mình đang nghĩ chuyện khác, có không? Người ta đang nói gì đó nhưng mà mình không có để tâm vô chuyện đó. Cho nên nhiều khi mình đọc Kinh Thánh mỗi ngày đây, mình đọc vậy thôi. Nhưng mà nó không có vô được cái chữ nào. Rồi nhiều khi tôi và anh em đọc, giờ anh em nghe bài giảng, nghe bài dạy, nhưng mà anh em không đồng ý với cái chuyện đó. Tức là mình không có chấp nhận cái chuyện đó. Thì khi mà tôi và anh em không có chấp nhận những cái điều mà Chúa nói đó, thành ra mình không có khả năng đề kháng. Cái này nó giống như vừa rồi mà những người mà bị dịch mà họ tiêm vaccine. Khi mà mình không có cái tiếp nhận á, thì mình không có khả năng đề kháng. Vì mình không tiếp nhận cho nên cái khả năng nhận diện, cái khả năng phân biệt á, đâu là phép màu thật, đâu là phép màu giả, đâu là cái dấu lạ thật, đâu là dấu lạ giả đó, mình không có khả năng phân biệt. Anh em có thể tin Chúa nhiều năm, anh em có thể sinh ra trong gia đình có đạo nữa, nhưng mà nếu anh em không có tiếp nhận cái tình thương của chân lý, anh chị em không có khả năng đề kháng trước cái sự lừa dối. Mà như tôi nói lúc đầu đó, để mà lừa được những người đi tin lành đó, để lừa được những ông hầu Chúa tin lành không có phải là đơn giản đó. Cho nên nhiều khi mình nghĩ là chắc là nói đây là mấy người mới chưa biết gì lời Chúa, chưa tin Chúa rồi, chứ còn mình thì dễ gì bị lừa. Không, Chúa Giêsu đang nói điều đó với các sứ đồ là những người mà ở cùng với Chúa cả hơn 3 năm. Hãy một khi mà không tiếp nhận chân lý đó là không có khả năng đề kháng. Và cái câu số 11 nói gì anh chị em? Vì thế Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào điều giả dối. Đây là một trong những câu Kinh Thánh đáng sợ nhất. Tôi nghĩ như vậy. Nếu Chúa mà phó mặc chúng ta cho cái sự lầm lạc
hay nói như bản dịch 2016 đó, nếu Đức Chúa Trời mà dán cho chúng ta một cái ảo tưởng mãnh liệt để chúng ta cứ tin vào sự giả dối thì chắc chắn là tôi và anh em bị lừa. Mặc dù ở câu Kinh Thánh trên cho rằng cho chúng ta biết là cái lý do mà người ta bị lừa đó là bởi vì họ không có chấp nhận tình thương của chân lý. Vì cái họ không chấp nhận cho nên Kinh Thánh nói gì? Chúa phó họ, tức là Chúa cho phép họ gì? Tự do. Họ không chấp nhận mà thì Chúa nói gì? Là lúc đó không còn có sự bảo vệ nữa đó. Là ở đây dùng cái từ là phó mặc họ cho sự lầm lạc, tức là cứ để họ tự do mà bị lừa, không có cản gì nữa hết đó. Cho nên anh chị em cứ thật sự suy nghĩ đi, một khi mà thí dụ như là Chúa phó mình, tức là Chúa bỏ mặc, Chúa bỏ mặc tôi và anh chị em cho sự lầm lạc, thì chắc chắn là chúng ta tin vào điều giả dối. Không có cái gì cản thôi và anh em tin vào điều giả dối đó. Hay là nếu mà nói như bản dịch 2016 đó là nếu Chúa mà dán cho tôi và anh em một cái ảo tưởng mạnh mẽ thì chắc cú là tôi và anh em cứ tin vào sự giả dối thôi. Đó là lý do mà ngày hôm nay tôi nói với anh chị em, không ít người vẫn miệt mài tin theo cái sự dạy dỗ của một số giáo sư dạy dỗ sai. Vẫn có một số người cứ miệt mài giống như là mù quáng luôn, sùng bái những cái vị mà phép lạ dấu kỳ mà người ta biết chắc là có cái sai trật rồi, chứ không phải những người mà phép lạ dấu kỳ mà đang ở trong cái đường lối tin kính Chúa đâu. Tại sao anh em biết không? Lời Chúa nói gì? Chúa phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào sự giả dối. Không phải là khiến họ không tin mà khiến họ tin vào cái sự giả dối. Anh chị em có thấy những người mà họ chơi đa cấp không? Họ bị ở trong các cái vòng xoáy của gọi là cái gì, huy động tiền ảo rồi các thứ. Mình ngầu ngày là mình biết là cái này là chắc là không có phải rồi, bởi vì nó không có làm gì mà nó nói xin lợi là thôi, mình nghe cái tỷ lệ phần trăm lời là mình thấy mê luôn, mà nó không có sản xuất gì. Tự nhiên mình cũng biết nữa, bây giờ làm một cái gì sản xuất một cái gì bán ra rồi tính cái lợi nhuận là cực kỳ khó, mà cái này nó không sản xuất cái gì hết mà nó cho lời thấy lớn luôn. Tại sao người ta tin? Mình nghĩ là tham, nhưng mà hãy để ý trong cái phương án này nè, Chúa bỏ mặc họ cho chuyện nào. Hay là cái chuyện mà những người mà họ chưa biết Chúa đó, mình cái lúc mình mà chưa biết Chúa bây giờ cái hồi đó mình đi lại lục từng cái gò mối đúng không, từng cái ụ mối đúng không, rồi từng cái ông tượng, tức là mà mình mà hồi đó sao mà mình giống như mình đuôi vậy đó, mình mù, mình thấy rất là sùng, mình sợ, mình kính. Tại sao? Chúa phó mà. Cho nên người ta mê muội trong chuyện đó. Thì anh em cứ tưởng tượng mà bây giờ tạm các cái chuyện thờ hình tượng, hay tạm các cái chuyện mà tiền ảo rồi gì đó sang bên, anh em tưởng tượng người ta mê muội trong cái chuyện mà sùng kính một cái ông mục sư nào đó, một cái người mang danh hầu vì Chúa nào đó. Lý do là ông đó phép lạ dữ lắm. Thì anh em tưởng tượng mà khi mà mình đã sùng bái một cái ông nào đó rồi, hay cái bà nào đó rồi, mà những người đó họ bắt đầu họ lệch lạc với Kinh Thánh, không có dễ mình tỉnh đâu. Tôi biết là những có một vài lần mà tôi lên tiếng cảnh báo đó, là cái những cái fan hâm mộ đó ha, là phùng mang trợn má lên để bảo vệ quyết liệt, thề sống thề chết với chuyện đó. Tại sao? Mù hả? Hết thấy đường. Cho nên hỏi anh xem, không phải đơn thuần mà Chúa báo với chúng ta rồi, Chúa dùng các đầy tớ của Chúa qua cái thư tín Phao-lô này để cảnh tỉnh chúng ta, là trong cái thời cuối cùng người ta bị mê muội trong những, bởi vì mê cái chuyện khác thì người ta biết là đó là công việc của xác thịt này kia khác nọ, còn cái này là nó có vẻ là rất thiêng liêng đúng không, nó rất là thuộc linh. Bởi vì anh không tin phép lạ thì người ta sẽ nói gì anh em biết không? Vô tính. Tôi nhớ có cái thời kỳ đầu chúng tôi mà sinh hoạt trong các hội thánh với cái tinh thần ngũ tuần ân tứ đó,
Thì có những lúc mà Chúa vận hành, thật ra đó các đầy tớ Chúa đó mà khi họ cầu nguyện cho chúng ta đó, nếu mà Chúa Thánh Linh hành động thật á, là họ không cần chạm đến mình là mình đã ngã. Cái ngã mà trong Chúa đó anh chị em biết gì không, là tự nhiên mình đang đứng mình chưa kịp nhận ra thì giống như là ai chặt cái cúc chân mình, tức là mình hỏng chân. Nếu anh em nào đi bơi á, tự nhiên mình hỏng chân là mình tự nhiên mình ngã rồi mình mới biết. Nhưng mà hầu hết á, thời bây giờ thì không có chuyện đó. Người ta đặt tay cầu nguyện cho mình, mình nhìn thấy có ai đỡ mình không. Đó là lý do mà tôi, đó là tôi thường cầu nguyện á, tôi hay nói với nhiều người là gì, không có đỡ gì hết trơn á. Không có đỡ làm sao? Nếu mà Chúa Thánh Linh hành động thật, ngã cái đầu ngay cái cốt, mình tưởng là chắc là đi cái gấu dừa chắc luôn, nhưng mà không sao. Còn mà nếu không, có chuyện à. Nhưng mà rồi dần dần tự nhiên mà mình thấy mà ai đó mà cầu nguyện mà mình không ngã, cái mình nghĩ gì, ông này thiếu quyền năng. Mình chỉ theo cái mà mình cảm giác đó thôi. Chúng ta bị lừa rất là tinh vi mà mình không hề biết. Cho nên hỏi anh em, cái câu số 11 của Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 này rất là đáng sợ. À, nếu Chúa phó mặc chúng ta cho sự lầm lạc, hay nói như bản dịch 2016 một sự đặng ngọc báo là nếu Chúa giáng cho chúng ta một cái ảo tưởng mạnh mẽ đó, thì chắc cú là mình sẽ bị lừa. Và khi mà mình bị lừa thì sao? Lời Chúa nói trong câu 12 đó là cái sự kết án sẽ đến với những người không tin chân lý, nhưng ưa thích sự bất chính, hay là ưa thích sự gian ác. Đây là cái bài mới có gọi là giới thiệu thôi. Cho nên sẽ là một cái sự thách thức rất là lớn cho mỗi một chúng ta khi chúng ta học xong cái loạt bài này. Tôi dự tính là học trong vòng 3 tháng đó. À, học trong vòng 3 tháng. À, anh em cũng phải nhớ cầu nguyện. Nghĩa mỗi khi mà cái loạt bài mà nó đụng tới cái chuyện đó, thì cái sự... nó có những cái sự tấn công đủ các trò, giống như khi chúng ta học có loạt bài về thiên sứ học mà cái phần tà linh học chẳng hạn, hay là khi chúng ta học có bài công tác giải cứu đó, tôi nhớ là không biết bao nhiêu cái micro đó bị hư, còn cái máy móc đó, nói chung là thuộc bên cái media là bị phá không biết bao nhiêu kể, có những mà mình không có giải thích được cái lý do. Thậm chí tôi nhớ có một cái bài hôm đó tôi dạy ở dưới hội thánh với Tân Bình, cái lúc live stream á thì ok, rồi đến lúc mà nghỉ giải lao, tức là hết một cái session như vậy, số đánh dừng quên lên mở lại không còn một cái gì hết, mất hẳn một cái bài số 13, tôi nhớ cái bài số 13. Mà không hiểu, tức là mình không hiểu một cái lúc live stream này người ta vòng vào bình thường tắt lại luôn. Nó có những cái rất là vui. Đứt cái dây mic mà hồi đã xài mic kia rồi, mic đeo là đứt cái dây lỗi ở trong. Mà trước đó là hát thờ phượng là vẫn bình thường, mà đến chừng bắt đầu vô dài là họ không lên nữa. Nên xin em nhớ để cầu nguyện. Chúng ta đi vào phần thứ ba, những cái công cụ xác định thật giả. Để mà có thể phân định được đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái đó, đâu là cái điều đến từ Đức Chúa Trời và đâu là những cái gì mà không đến từ Đức Chúa Trời đó, thì tôi và anh em cần lưu ý cái này. Đó là cái tấm lòng của chúng ta nó không có khả năng tự nhận biết lẽ thật. Cái tấm lòng của tôi và anh em nó tự nó không có khả năng nhận biết the truth. Châm ngôn 28:26 cho chúng ta biết như này: kẻ nào tin cậy nơi lòng mình á là kẻ ngu dại. Nói rất là đụng chạm đúng không? Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu dại. Cho nên á, tôi và anh em không nên làm kẻ ngu dại bằng cái việc là tin cậy nơi chính lòng của mình. Bất cứ cái điều gì mà lòng của chúng ta nói với chúng ta đó thì đều không có đáng tin cậy. Hãy nghe cho kỹ nghe anh chị em.
Bởi vì rất là nhiều lần tôi và anh em nghĩ rằng là hãy mình cảm nhận được cái sự bình an, tức là cái lòng mình thấy yên tâm, là mình thấy ok. Nhưng mà hãy hết sức cẩn thận cái điều này. Nếu mà cái lòng tôi và anh chị em là cái lòng mà thuận theo cái ý muốn của Thánh Linh Đức Chúa Trời cơ, chứ còn không là mà có chuyện đó, chứ không hay. Bởi vì sao? Ở đây lời Chúa nói rất rõ trong Jeremy chương 17 câu 9 là lòng người ta là nó dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Trong nguyên văn tiếng Do Thái đó, cái từ dối trá hay là lừa dối này nó không phải ở cái thể bị động đâu, mà nó ở cái thể chủ động đó anh chị em. Nói một cách khác là gì? Cái lòng của tôi và anh em nó không có bị lừa dối. Đúng hơn là cái tấm lòng của chúng ta là kẻ lừa dối, deceiver. Chính nó mới khiến tôi và anh em lạc lối, chứ không phải là cái lòng là bị mình bị lừa đó. Càng đi sâu hơn anh chị em sẽ nhận ra được nhiều thứ. Bởi vì về sau chúng ta sẽ học về cái tấm lòng mà nó thuộc về thế gian, cái lòng nhưng mà nó là thuộc hồn, rồi cái nó thuộc quỷ. Để nó phân định được về sau, nó sẽ phân định được rồi khi đó đó. Mặc dù đây là cái loạt bài nó không liên quan tới việc lắng nghe tiếng Chúa, nhưng mà tôi tin chắc là khi anh em học vào đó, anh em sẽ nhận diện được. Và khi đó anh em sẽ nhận diện là đâu là cái điều mà Chúa nói và đâu là mình tưởng là Chúa nói mà không phải. Cho nên khi mà nói về những cái công cụ mà xác định thật giả để biết đâu là từ Chúa, đâu là từ chùa đó hen, thì tôi và anh em cần phải đầu tiên là mình đừng có dựa vào cái gọi là tiếng lòng của mình. Cái thứ hai, tôi và anh em cần phải hiểu nè, dấu lạ và phép màu nó không có bảo đảm hay là nó không có xác định cho cái sự thật. Tôi nói lại nè, cái dấu lạ và phép màu đó, tức là cái quyền năng siêu nhiên đó, nó không có bảo đảm cho cái sự thật, nó không có xác định cho sự thật là cái truth hay là cái chân lý đó. Lời Chúa mới là chân lý, chứ không phải là cái dấu lạ hay phép màu đó. Nhiều khi tôi và anh em, thí dụ như mình, tôi dùng vấn đề này để anh em hiểu không? Ví dụ mình nhìn thấy cái ông đó, ông cầu nguyện cái bệnh lành, mình thấy, ủa cái ông này mà cầu nguyện bệnh lành thì ông này là tôi tới thật rồi còn gì nữa. Đúng nè. Nhưng mà anh chị em phải hiểu này. Vâng, có thể cái ông đó là đầy tớ thật của Chúa, nhưng mà ổng là đầy tớ thật hay không thì không thể căn cứ vào cái chuyện là ổng chữa bệnh được hay không. Đừng có căn cứ vào những cái phép lạ dấu kỳ mà ổng làm ra mà mình khẳng định ông này là thật hay giả. Thật hay giả là lời Chúa mới là cái chuẩn, cái thước đo là lời Chúa, chứ không phải là cái những cái phép lạ dấu kỳ kia. Nếu tôi và anh chị em mà không lấy lời Chúa làm chuẩn mà chỉ căn cứ vào những gì mắt mình thấy nơi cái chức vụ người đó ha, lừa chắc luôn, bị lừa chắc luôn hả? Ngày hôm nay tôi và anh em bị lừa là bị không phải căn cứ theo những này. Mà thí dụ như mình nói ông mục sư Ba đó, ông đầy ơn, ông là một cái người mà coi như lời Chúa, một khi mà nó đã có cái uy tín rồi đúng không, là anh chị em không cần thẩm định hôm nay ai giảng. Ông mục sư Ba đó, hay là mục sư A, mục sư B gì đó, cái là tự nhiên mình nói ok rồi, ông đó giảng là coi như mình... No. Tôi nhớ điều này anh chị biết không? Bởi vì ngày xưa đó, trong hai cái phía đó, tức là bên văn với bên toán đó, tôi cả hai đều giỏi, nhưng mà nếu mà nói trội hơn là tôi văn tôi vẫn trội hơn. Đi thi học sinh giỏi cấp huyện thì tôi ở trong cái đội toán, nhưng mà thiếu một cái ông bên kia là người ta bóc tôi bỏ bên này, tức là tôi có thể qua bên này. Thì tôi vẫn biết là, tức là tự tôi vẫn biết là cái khả năng mà văn đó thì tôi vẫn trội hơn. Tôi vẫn có cái khả năng là trội hơn phía. Thì mỗi lần mà trong, cho nên là còn hệ học ở trường mà từ dưới lên trên là điểm văn của tôi không bao giờ dưới 7 được. Lý do này biết sao? Thầy cô chỉ cần nhìn cái tên tôi là tự nhiên họ đã, tức là họ không, bởi vì chấm văn nó khác chấm toán. Toán lý hóa đó là nó rõ ràng con số đúng không, đúng sai biết liền. Còn cái kia là nó cảm tính lắm, cho nên một khi mà thầy cô mà đã có cảm tình hoặc là đã ấn tượng cái tên của tôi rồi thì nghiễm nhiên là cũng phép cái kiểu gì cũng bãi rồi trở lên thôi.
Thì tôi và anh chị em hết sức lưu ý cái trong cái chuyện này. Tôi muốn dùng cái ví dụ đó để cho anh chị em thấy lời Chúa mới là chuẩn mực, chứ không phải vì cái tên của ông mục sư đó, hay là cái quá khứ, hay là cái những cái gì mà mình đã nghe về kia khác nọ. À, anh chị em hiểu cái ý tôi nói không? Ở trong Kinh Thánh nó có một cái nhóm tín hữu ở tại thành phố Bere đó, họ có một cái đặc biệt là thậm chí khi ông Phaolô giảng đó, họ nghe, nhưng về nhà họ tra xem Kinh Thánh thử là ông giảng có đúng không. Nhiều khi mình mà ngày nay mà ai làm vậy không? Chẳng, ông mục sư cũng giảng mà còn tra xem thì có đúng không? Ngươi là ai mà không? Nhưng mà đó mới, cái cách của người Bere đó mới đúng, đặc biệt là trong thời kỳ bây giờ. Cho nên nhiều khi tôi và anh chị em thấy người này người kia làm phép lạ, rồi thấy người này người kia dạy như vậy, mình nghĩ, ông mục sư đó ông dạy vậy mà, thì chỉ nghĩ sao cái ông mục sư đó dạy mà mình nói sai sao? Nhưng mà anh chị em ơi, tôi và anh em phải tra với Kinh Thánh. Cho nên cái điểm ở đây là gì? Cái dấu lạ và phép màu nó không có đảm bảo, hay là nó không có xác định cho cái sự thật, nó không có minh chứng cho sự thật. Cái chân lý hay là cái sự thật là được thiết lập và bất biến. Cái chân lý bất biến là lời Chúa. Trong Giăng 17:17 thì Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng là lời Cha là lẽ thật. Hay là tác giả Thi Thiên tuyên bố rằng lạy Đức Chúa Trời, lời Ngài vững lập đời đời trên trời. Không có một cái sự kiện nào trên đất, dù là tự nhiên hay là siêu nhiên, nó có thể thay đổi một chấm một nét dù là nhỏ nhất ở trong lời của Chúa. Thành ra cái cách duy nhất đó mà để tôi và anh chị em biết liệu một cái phép lạ hay là một cái phép màu đó mà nó có phải là thật, là chân lý hay không, là mình phải đem so nó với gì? Với lời của Chúa. Như tôi có một cái bài giảng về các vũ khí thuộc linh đó, tôi có nói với anh chị em. Khi tôi chia sẻ điều đó thì tôi nhận được cái phản ứng rất là gay gắt từ rất là nhiều người. Bởi vì khi tôi chỉ ra cái cách mà hành độ của những người đó, cái cách mà họ gọi là vận hành ân tứ đó, nó không đúng theo như chuẩn mực của lời Chúa, thì những cái người mà họ đang gọi là vận hành ân tứ đó, họ phản ứng rất là quyết liệt. Thí dụ như là khi giải cứu đó, thì Kinh Thánh nói là lời Chúa nói rằng gì? Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, đúng không? Kinh Thánh là gương của Đức Thánh Linh. Thì những anh em đó mà khi họ giải cứu đó, thì họ cầm quyển Kinh Thánh như này, ở trong danh Chúa, ta đâm mày nè, ta đâm mày nè. Nghe thì cũng rõ rõ ràng là đúng là cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời đi nữa. Thế nhưng mà cái cách họ hiểu và cái cách họ thực hiện khi giải cứu đó là bậy. Nhưng mà họ không chịu là họ bậy. Hoặc là giải cứu thì có người là dùng cái cảnh là lấy ly nước rồi cầu nguyện nước biến thành huyết Chúa Giêsu để bắt cái đứa mà bị tà, nó bị nhập đó, cho nó uống, đó là gọi là uống huyết. Tôi cười, tôi nói cái này không phải nha, không cái không phải, chứ tôi không thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói vậy. Nước thành rượu có mà rượu là rượu nho đó, thì nói là cầu nguyện là cái hình bóng của huyết Chúa thì cũng có. Nhưng mà huyết Chúa là chỉ có những người tin thật, tin nơi Chúa Giêsu kìa, những người mà đã được sạch kìa mới dám đụng tới cái đó. Chứ làm gì có huyết mà cho quỷ uống bây giờ. Anh chị em hiểu không? Nghe thì nó rất có lý. Tức là bởi vì ma quỷ là nó sợ huyết Chúa, đúng không? Bắt nó uống thì tự nhiên nó sẽ gì? Được giải cứu, được tự do. Cái đó tân nói theo kiểu quăng nôm là tồ lô, không được. Tức là nghe thì nó có lý, nhưng mà căn cứ trên lời Chúa là sai. Lời Chúa mới là cái chuẩn mực để phân biệt đâu thật, đâu giả. Nên anh chị em phải đem cái chuyện đó ra cần đo so sánh với sự thật, tức là với lời của Đức Chúa Trời. Trong Giăng chương 8 câu 32 đó, Chúa Giêsu cũng bảo là
các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ khiến cho các ngươi được tự do. Bản dịch cũ dịch là buông tha các ngươi đó. Cho nên cái Kinh Thánh là cái yếu tố duy nhất để mà xác định thật hay giả. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 21, lời Chúa cũng dạy chúng ta là hãy tra xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. Còn sách Khải Huyền đó thì hứa hẹn một loạt các cái dấu lạ và các cái phép màu siêu nhiên sẽ báo hiệu cái sự kết thúc của thời đại. Chúng ta đã có cái loạt bài mà Khải Huyền giải luận ở trong cái mùa dịch. Nhưng mà tôi và anh chị em cần phải cũng được cảnh báo rằng là chúng ta cần phải phân biệt để giữ mình và để giữ hội thánh thật của Chúa, tức là nàng dâu của Đấng Christ, trước các cái chiến thuật của ma quỷ. Đó là lý do mà nếu anh em biết lẽ thật á thì anh em mới có thể đứng được. Hồi nãy để ý trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 đó, những cái người kia họ bị lừa là sao? Bị họ không chấp nhận, đó là họ không có nhận lấy hay họ không có tiếp nhận tình thương của chân lý. Những gì tôi có thể làm là tôi cố gắng trang bị cho anh xem hết cái khả năng để anh chị em có thể đứng vững được. Như tôi thường nói với anh chị em, chúng tôi những người hầu việc Chúa cũng giống như những người đưa đò. Chúng tôi không thể đi trọn cuộc đời với anh chị em, tức là không có đi với anh em cho đến hết cuộc đời của anh chị em được. Chúa chỉ dùng chúng tôi đi cùng với anh em một đoạn đường nào đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ làm hết những gì chúng tôi có thể để khi mà anh chị em đi đến một cái vùng đất nào đó hay là một cái nơi nào đó, anh chị em có thể đứng được. Bởi vì cái cách mà chúng tôi hướng dẫn anh chị em là không phải lệ thuộc nơi chúng tôi, mà là lệ thuộc nơi Chúa, lệ thuộc nơi lời của Chúa. Làm sao mà anh chị em với một quyển Kinh Thánh anh chị em có thể sống được tại bất cứ nơi nào, đã có hội thánh hay chưa có hội thánh. Anh em đừng có lệ thuộc đức tin của người khác. Cho nên những cái ngày cuối cùng này, khi mà cái sự giả dối nó lên ngôi, và hiện tại đó thì thật sự mà nói với anh chị em là Chúa chưa thăm viếng, Chúa chưa có phấn hưng hội thánh. Chứ khi Chúa hành động thì ma quỷ nó cũng sẽ hành động. Nếu mà anh em để ý trong cái mùa dịch đó, khi mà các đầy tớ Chúa bắt đầu là sử dụng cái mạng xã hội để mà rao giảng lời Chúa đó, thì cái giả nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Và những ngày tới đây mà khi mà Chúa bắt đầu hành động, mà những nhiều tôi tới Chúa được Chúa dùng để làm nhiều dấu kỳ phép lạ đó, anh em tưởng tượng là ma quỷ nó sẽ đứng ở quanh tay nó nhìn vậy thôi hay sao? Nó sẽ hành động một cách mạnh mẽ để cướp được nhiều người chừng nào tối nay, bởi vì cái giờ cuối cùng nó sắp hết rồi. Cho nên hỡi anh chị em, hãy đeo bám nơi lời của Chúa. Đừng có để mà tới sát, gọi là tới sát cái chỗ mà finish rồi thì mình ngã ăn trước đó. Hãy nhớ lại cái lời cảnh báo của Chúa lúc nãy là gì? Nếu có thể được là nó sẽ lừa cả những người được chọn cơ mà. Xin Chúa cho anh chị em nhận ra được điều này. Còn nữa, trong Matthew chương 7 câu 20 đó, chúng ta quay trở lại chương 7 câu 20. Matthew, Chúa Giêsu bảo gì? Các con nhận biết chúng nhờ bông trái của chúng. Chính xác là trái thôi chứ không có bông. Chính xác là nhờ hay là bằng cách xem cái trái, cái fruit của chúng, chứ không phải xem bông nha anh chị em. Cái trái nó khác với lại ân tứ. Trái trong tiếng Anh là fruit. Fruit là quả hay là kết quả, miền Nam gọi là trái đó. Còn cái gift là cái quà hay là ân tứ. Chú bảo chúng ta nhìn vào đâu để biết ông nào thật, ông nào giả? Không phải là nhìn vào cái tài của ổng, không phải là nhìn vào cái ơn hay là cái ân tứ của ổng, mà là nhìn vào cái kết quả, nhìn vào cái đời sống, nhìn vào cái ảnh hưởng của cái người đó đó lên công việc của vương quốc Chúa. Cho nên mọi cái trào lưu hoặc là cái phong trào trong hội thánh là cần phải được thử nghiệm để xác định xem là nó có phải đến từ Đức Chúa Trời hay không. Dựa trên cái bộ kit test nào? Chắc chắn là không phải của Việt Á à, mà là trên cái tiêu chí là xem trái biết cây anh chăng. Tôi đã
chứng kiến rất là nhiều người sai ở trong Đức Thánh Linh. Thôi thì đủ các kiểu té ngã khóc cười. Nhưng mà cái điều tôi luôn quan tâm đó, đó là kết quả. Ok, sai rồi nó là được Chúa thăm viếng, ok, không sao hết. Nhưng mà từ những cái trải nghiệm sai hay là được những cái trạng thái khác thường như vậy đó, thì rốt cuộc là nó mang lại điều gì trong đời sống của những người mà được kể là được Chúa thăm viếng đó. Thí dụ như kỳ trại vừa rồi của mình, chúng ta đi xong mình nó vui quá thế này thế kia. Nhưng mà cái quan trọng đó đối với tôi không phải là cái cảm xúc của anh chị em lúc đó đâu, mà là những cái kỳ trại đó, những cái gì mà anh em trải nghiệm nó kỳ trại, nó có đem lại sự thay đổi gì không ở trên đời sống của anh em sau kỳ trại. Những cái buổi nhóm mà anh em gọi là được Chúa thăm viếng, hay là những cái kỳ trại phấn hưng hay đại hội phấn hưng gì đi nữa, ôi anh chị em được người ta cầu nguyện rồi, anh chị em ngã lăn đùng ra rồi, anh em khóc rồi, tan vỡ đủ các thứ, không sao hết, tốt. Nhưng mà quan trọng là sau cái kỳ đó trở về, đời sống anh em có thay đổi gì không? Tôi tạ ơn Chúa là tôi được trực tiếp tham gia trong những cái buổi nhóm thờ phượng được kể là được Chúa thăm viếng vào những năm 90 của cái thế kỷ trước, cũng như là những cái buổi nhóm thờ bây giờ, ngày hôm nay. Thờ nay đó, thì những cái buổi nhóm được kể là được Chúa thăm viếng, kể cả tại các cái kỳ đại hội hay là trại phấn hưng. Thì trong cái nhìn của tôi, trong cái những cái trải nghiệm của tôi, thì tôi thấy hầu như chỉ là hầu hết đó, nó nặng về cảm xúc. Nó được tạo nên bởi âm nhạc và cái hiệu ứng đám đông, chứ nó chưa phải là cái sự thăm viếng thật của Chúa. Các tội tớ Chúa nào mà đã từng có mặt ở hai cái thời kỳ đó thì sẽ dễ dàng đồng ý với tôi trong cái nhận định này. Có thể ai đó trong anh chị em thắc mắc là, nhưng mà mục sư, cái hôm đó em thấy là có khóc đó. Yes, tức là khóc tức là tan vỡ đó, anh chị em mình gọi cái từ mà tan vỡ. Vâng, tan vỡ thì chắc chắn là người ta khóc rồi, nhưng mà cái cảm xúc á cũng có thể khiến cho người ta khóc, cũng có thể khiến cho người ta cười, đúng không? Cảm xúc cũng có thể khiến cho người ta khóc, như cha chết mẹ chết. Chẳng tin anh em xem những cái chương trình mà ca nhạc ở ngoài coi, Brand hay là thứ gì đó mà ở đâu ngoài nó vô mà cái bạn mà trẻ mà thần tượng những cái ca sĩ đó coi, nhạc của những cái tụi nó mà bắt đầu nảy lên coi, nó khóc rống này, nó có thể cởi quần cởi áo nó như là điên cuồng ấy chứ. Cho nên cái vấn đề anh chị em không phải là khóc hay là tan vỡ, vấn đề cũng không phải là ngã lớp lớp hàng hàng, không, vấn đề cũng không phải là vui mừng hay là phấn khích hay là hưng phấn hay là ôm nhau hay là công bố ABCD gì đó, mà là sau đó đó, sau đó thì sao, sau đó thì những cái người đó như nào, đời sống họ có thay đổi không, cái đời sống cầu nguyện của họ có chuyển biến không, cái việc đọc lời Chúa của họ sau cái kỳ trại đó, sau cái kỳ đại hội đó, sau cái buổi nhóm phấn hưng đó, nó như nào. Quan trọng hơn hết là sau cái giờ đó, sau những cái giờ mà họ gọi là được phước, được thăm viếng, họ có bắt đầu sống cái đời chứng nhân không. Nếu tất cả những câu trả lời mà tôi vừa nói, tức là sau đó họ có thay đổi không, đời sống cầu nguyện có chuyển đổi không, đọc lời Chúa như nào, rồi họ có tham gia, họ bắt đầu sống đời chứng nhân không, mà cái câu trả lời là gì, no, thì những cái chuyện kia nếu không phải là Coldplay thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Anh chị em biết không? Vì nếu thật sự đó có cái sự thăm viếng đúng nghĩa của Đức Thánh Linh đó, nếu thật sự mà có cái sự hiện diện đúng nghĩa của Đức Thánh Linh tại cái buổi nhóm đó, tại cái kỳ trại đó, tại cái đại hội đó đó, thì người ta sẽ được tự do. Giống như Corinto nhì chương 3 câu 7 nói, nơi đâu có Đức Thánh Linh thì nơi đó người ta sẽ được tự do mà. Tự do ít trước hay là tự do khỏi cái lối sống cũ, tức là khi họ trở về lại với cái đời sống mà họ sẽ không còn là cái con người trước đó nữa. Nếu người ta thật sự được Chúa Thánh Linh thăm viếng trong cái buổi nhóm đó, trong kỳ trại đó, kỳ đại hội đó, thì không có cách gì mà họ có thể tiếp tục sống như cũ được hết á. Mình xem trái là mình biết cây liền à. Và theo Kinh Thánh đó, thì các cái hội thánh trong Tân Ước đó, là các cái dấu lạ siêu nhiên đó luôn được thiết kế là để làm gì? Để cặp theo và để xác nhận cái việc rao giảng lời Chúa. Chẳng hạn trong Mác đoạn 16 chương 17 câu 18 quen thuộc mà chúng ta hay biết là Chúa Giêsu nói với các môn đồ gì? Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ,
dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đầu thì kẻ đầu sẽ lành. Những cái dấu lạ siêu nhiên này nó được ban cho chúng ta. Những kẻ tin không phải là để mình trang trí, hay là để đánh bóng cái tên tuổi của mình, hay là để mình xem thường người khác, hay là để mình xem thường cái đạo khác đâu. Những cái dấu lạ siêu nhiên này được ban cho tôi và anh chị em là để sống cho Chúa, để sống đời chứng nhân làm vinh danh Chúa. Nói cách khác là gì? Tôi và anh em có thể nhìn vào cái mục đích sử dụng của các dấu lạ phép màu để nhận ra đâu là hàng thật và đâu là hàng nhái. Không phải là tính cách siêu nhiên à, như tôi nói lúc đầu á, là cả cái phép, cái hàng thật, hàng real với lại hàng nhái, hàng fake, nó đều là siêu nhiên hết á. Làm sao mình phân biệt được cái nào mà không đến từ Chúa? Lại nhìn vào cái mục đích sử dụng. Tuần tới khi chúng ta học cái bài tiếp theo, chúng ta sẽ quay lại cái chỗ này một lần nữa mà kỹ hơn. Thế như vậy thì chính Chúa Giê-xu và lời Chúa cảnh báo tôi và anh em gì? Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành chúng ta. Hãy thận trọng, đừng để ai dụ dỗ các con lạc lối. Hãy coi chừng để không ai dẫn các ngươi đi lạc. Thì một trong những cái cách chính yếu mà con dân Chúa, tôi tới Chúa bị lừa, đặc biệt là trong thời kỳ cuối cùng đó, là bởi những cái dấu lạ phép màu được làm ra bởi những người hầu việc Chúa giả. Nhớ là bởi những người hầu việc Chúa giả. Nhưng mà cái nan đề là gì anh em biết không? Hầu hết những cái ông mà hầu việc Chúa giả này, ông giả mà ông không biết ông giả. Vậy, tức là họ là giả, họ là hàng fake, mà họ không biết họ là hàng fake, họ cứ tưởng họ là hàng real, đó mới đâu. Chứ nếu mà họ biết họ giả rồi lại là một cái chuyện khác. Thành ra nó mới có cái cảnh mà đến ngày cuối cùng đó anh chị em, ở trong Matthew chương 7 lúc nãy mình xem, có một số người là khi Chúa Giê-xu bảo là ta không hề biết các ngươi bao giờ, thì họ liền giải nảy lên với Chúa. Họ giải nảy gì? Lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nó tiên tri, nhân danh Chúa đủ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ sao? Anh chị em, đây là một cái lời cảnh báo lớn. Không phải chỉ có tăng tín hữu, tức là những người mới tin Chúa mới bị dụ, bị lừa, mà ngay cả những người hầu việc Chúa, những người được kể là có ơn của Chúa cũng có thể bị dụ, cũng có thể bị lừa mà không biết. Nên như tôi đã từng làm chứng lại cho anh chị em, có một người cũng gọi là mục sư, người Việt mình á, ở một cái nước khác khi đến Malaysia, và người ta cũng làm chứng với chúng tôi rằng cái anh này anh cũng có cái ơn nó tiên tri. Thì chúng tôi lúc đầu cũng không biết gì, bởi vì ở cái công trường Malaysia cứ có thêm một đầy tớ Chúa là mừng lắm. Và khi chúng tôi mời đến thì cái hội thánh địa phương đó, tức là người Mã, họ cũng hoan nghênh ông và mời ông chia sẻ. Thì trong cái hội thánh mà gọi là hội thánh mẹ của chúng tôi lúc bấy giờ tại Kuala Lumpur, thì cái vị mục sư trưởng đó là thật sự là có ơn tiên tri. Mỗi khi mà cái buổi nhóm của cái hội thánh bắt đầu thì có một cái đội, họ là chuyên là cầu nguyện. Thì họ có báo về cho vị mục sư trưởng là cái ông khách mà hôm nay, tức là cái ông diễn giả mà chuẩn bị nói đó, những gì ông nói ra, sắp nói ra đó, không đến từ Chúa. Thì sau đó cái vị mục sư trưởng mới nói chuyện với tôi, bởi vì tôi là đại diện, tôi là mục sư của Việt Nam mà. Thì tôi mới thắc mắc, tôi nói là thưa mục sư, làm thế nào có cái chuyện đó được, bởi vì cái ông này đó là ông có những cái lời tuyên bố rất là chính xác. Ông cầu nguyện như người này người kia là rất là chính xác. Thì cái vị mục sư trưởng nó mới nói với tôi rằng là vâng, có thể cái vị này là ban đầu á là thật sự là thánh linh của Đức Chúa Trời hành động ở trên ông. Nhưng mà cái vị này rơi vào một cái cám dỗ mà không nhận ra. Thì thường thường như anh chị em biết rồi, nếu mà mình biết ông mục sư đó ông có ơn mà nói tiên tri, thí dụ vậy, thì mỗi một khi mà ông đến cầu nguyện cho mình là mình luôn chờ đợi là ông có cái gì đó ông nó phát. Tức là mình chờ lên Chúa có nói gì với mình qua ông đó không.
thì cái đó cũng là một cái ao ước, không có gì là sai trật hết, đúng không nè? Nhưng mà đâu phải lúc nào Chúa cũng phán đâu. Nếu là tôi thì những lúc mà Chúa không có bày tỏ gì hết thì tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em giống như bình thường, không có cái gì mặc. Nhưng mà cái cám dỗ của cái người hầu vì Chúa là gì? Bởi vì mình quen phán rồi, tức là mình quen mà tới cầu nguyện cho ai cũng có cái gì đó bày tỏ gì đó rồi. Cho nên là chính cái áp lực đó, là muốn hễ cứ mỗi lần mình cầu nguyện cho một người là phải có cái gì đó mà gọi là mặc khải, tức là hé lộ bí mật vậy. Thì anh em biết gì không? Cái vị mục sư trưởng nó mới nói với tôi là chính cái vị diễn giả này nè rơi vào cái cảnh đó. Trước cái áp lực của cái hội chúng á, là muốn ông phải có cái gì đó mặc khải. Và chính ông cũng quen với cái kiểu đó rồi. Nhưng mà lúc này Chúa không nói, nhưng mà ông vẫn muốn nói, thì cái linh bối khoa nó sẽ xuất hiện ngay lập tức, có cung có cầu, và nó sẽ mớm lời. Và bắt đầu từ đó, cái vị diễn giả này bị cái linh bối khoa nó kiểm soát, mà ông vẫn không hề nhận ra được. Ông cứ tưởng là ông đang vận hành dưới cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mà nhiều người về sau cuối cùng nói với Chúa rằng: con đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ, nhưng mà Chúa lại nói gì? Ta chẳng hề biết người bao giờ. Xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta khiêm nhường đủ, nhận thức rõ để giữ mình ở trong cái đường tình kính luôn luôn. Xin Chúa tỉnh thức hết thảy mỗi một chúng ta. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Hallelujah. Chúa giáo chúng con biết ơn Ngài vì lời của Ngài. Thật lời của Ngài luôn rộng mở cho mỗi một chúng con, và còn nhiều cái lĩnh vực chúng con chưa thật sự biết hết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tấm lòng khiêm nhu, đặc biệt là đối với những cái lời cảnh báo của Chúa về những cái mưu trước của ma quỷ trong cái thời kỳ cuối cùng, để chúng con dầu rằng bước đi ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng chúng con không có bị dẫn dụ hay là bị lừa dối bởi tà ma, bởi quỷ vương. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một anh em con, đặc biệt là những anh em con khao khát được vận hành trong các ân tư Thánh Linh, các anh em con khao khát được vận hành trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con không bị dẫn dụ vào những cái nguồn sai trật, không phải là cái nguồn chính thức đến từ Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, dù anh em con ở cái vị trí là thành viên trong hội thánh hay là những người hầu việc Đức Chúa Trời, thì xin của Chúa cũng ban cho chúng con lòng khiêm nhu, để chúng con cứ nương cậy nơi ơn của Chúa mà không bị lầm lạc. Ngõ hầu Chúa có thể dùng mỗi một chúng con một cách lớn lao, và để làm cho danh của Chúa không có bị nhạo báng, không có bị bôi bác, cũng như là làm cho ma quỷ nhạo cười trên quyền năng của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Chúa ban phước cho lời của Ngài. Chúa tiếp tục dứt giấy chúng con, ban chúng con lòng đói khát lời của Chúa, để chúng con có thể sẵn sàng cho những cái bài học đến. Chúa con tạ ơn Cha. Chúa đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Có câu hỏi nào?